Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay chúng một vài bài tập của vi điều khiển. Và đây là video đầu tiên. Dạng bài viết lệnh khởi tạo ngăn xếp cho 8051. Về phần lý thuyết thì vùng ngăn xếp 8051 đặt trong giam nội và được giới hạn đến địa chỉ truy xuất là 7H trong hệ hexa. Và cách làm bài viết lệnh khởi tạo ngăn xếp 8051. Bước 1, quy đổi 7FH ra bằng 127 trong hệ. Bước 2, lấy 127 trừ đi kích thước của byte. Bước 3, quy đổi sang hệ hexa. Và bước 4, viết lệnh. Chúng ta sẽ làm câu 1. Viết lệnh khởi tạo ngăn xếp có kích thước 1 byte. Chúng ta sẽ lấy 127 trừ đi 1 byte là còn 126. Trước khi đó chúng ta sẽ dùng cái máy tính và chuyển sang chế độ Programmer. 127 này trừ 1 sẽ là 126. Tương ứng với nó là 7E ở trong hệ hexa khi mà đã quy đổi. Và chúng ta sẽ viết lệnh 7E. Tiếp tục viết lệnh khởi tạo ngăn xếp có kích thước 11 byte. Bước 1 là quy đổi thành 127 này. Bước 2 lấy 127 trừ đi kích thước byte. Kích thước byte là 11. Chúng ta sẽ lấy 127 trừ đi 11. Và kết quả là bằng 116. Đổi sang hệ hexa đây. Nó sẽ là 74. Viết lệnh khởi tạo ngăn xếp này nó có nghĩa là tức là cái giam cái vùng ngăn xếp nó có giới hạn là 7H, 7F. Nó là giới hạn đến địa chỉ truy xuất của nó. Tức là chúng ta sẽ viết cái ngăn xếp từ cái vị trí mà 74H này cho đến vị trí 7F này thì nó sẽ được 11 byte. Tiếp theo câu số 3. Viết lệnh khởi tạo ngăn xếp kích thước 13 có 3 byte, 127 trừ đi 3 là bằng 124. Quy đổi sang hệ hexa là bằng 7C ở đây. 7C. Ok. Tương tự như vậy. Ok. Đây câu 8 này là một cái câu khác so với 7 câu còn lại. Bắt đầu ngăn xếp ở địa chỉ 60H. Ngăn xếp có kích thước là bao nhiêu? Nó ngược lại so với cả tất cả những cái câu ở bên trên. Những cái câu bên trên tức là viết lệnh khởi tạo ngăn xếp, ví dụ ngăn xếp viết lệnh khởi tạo ngăn xếp từ vị trí 5F thì ngăn xếp sẽ có kích thước là 32 byte. Còn đây là bắt đầu ngăn xếp từ vị trí 60H, 60 trong hệ hexa. Cái 5F này cũng là trong hệ hexa nhé. Tất cả này ngăn xếp sẽ có kích thước là bao nhiêu. Để làm bài này thì chúng ta sẽ rất đơn giản là lấy 7F trừ đi cái 60H này, thế là xong. F
trừ 60h nó sẽ bằng F. F là bằng bao nhiêu? F và đổi sang hệ DEC này sẽ là 31.